Các bạn thân mến, trên tay Hồng Ngọc bây giờ là chiếc ổ cắm hẹn giờ thông minh Okisa TM858 của hãng Okisa Nhật Bản. Ở video trước, mình đã giới thiệu đến các bạn những tính năng của chiếc ổ cắm hẹn giờ thông minh này. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chiếc ổ cắm này để các bạn có thể dễ dàng sử dụng tại nhà nhé. Chiếc ổ cắm hẹn giờ thông minh Okisa TM858 này, toàn bộ các nút điều khiển của thiết bị được đặt ở phía trên, ngay phía bên dưới của màn hình LCD. Chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các thao tác thiết lập. Do có pin sạc ở bên trong nên chúng ta không nhất thiết phải cắm vào ổ điện mới cài đặt được các thiết lập. Các bạn có thể cài đặt được luôn như mình đang thao tác tại đây ạ. Tuy nhiên khi mua sản phẩm về, nếu các bạn thấy màn hình LCD không hiển thị, lúc này thiết bị chưa được kích hoạt hoặc có thể đã hết pin, bạn hãy cắm thiết bị vào ổ điện và bấm nút reset để kích hoạt thiết bị lên. Trong trường hợp thiết bị hết pin thì các bạn chờ một vài phút pin sẽ được sạc lại. Sau khi pin được sạc và thiết bị đã có thể làm việc thì bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là cài đặt lại thời gian cho thiết bị. Để cài đặt thời gian, chúng ta thao tác như sau. Một tay nhấn giữ nút clock và tay còn lại nhấn các nút quick là để chỉnh thứ trong tuần, hour là để chỉnh giờ và min là để chỉnh phút. Các bạn chú ý thiết bị chỉ có một chế độ hiển thị là 24 giờ, vì vậy các bạn chú ý chỉnh đồng hồ cho thiết bị theo chế độ 24 giờ nhé. Nhà sản xuất không thêm chế độ 12 giờ là để thao tác cài đặt dễ dàng hơn và tránh nhầm lẫn. Thiết bị này có thể thiết lập 16 chương trình bật tắt khác nhau trong ngày. Do vậy, nếu thêm chế độ hiển thị 12 giờ, người dùng sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa AM và PM. Ví dụ, bạn muốn hẹn giờ bật tắt thiết bị tưới cây 2 lần trong ngày, cụ thể là 5 giờ sáng và 5 giờ tối. Với chế độ đồng hồ 24 giờ, bạn sẽ thiết lập 5 giờ và 17 giờ. Rất dễ dàng phân biệt, tránh bị rối và nhầm lẫn. Đây là một chi tiết mình đánh giá rất cao trên sản phẩm của hãng Okisa đến từ Nhật Bản khi so với các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc thương hiệu trên thị trường. Cài đặt thời gian xong, chúng ta có thể sử dụng chiếc ổ cắm này rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập để sử dụng trong một ví dụ cụ thể nhé. Ví dụ mình cần hẹn giờ tưới vườn rau vào lúc 7 giờ sáng và 6 giờ tối, mỗi lần tưới 15 phút vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Mình sẽ thao tác như sau. Nhấn nút Program, được viết tắt là Frog trên thiết bị. Các bạn có thể thấy số 1 On, tức là lần bật đầu tiên. Mình sẽ ấn vào các nút Hour và Min để chọn giờ. Mình cần tưới bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng nên mình sẽ chọn 7:00. Tiếp đến mình sẽ chọn ngày, các bạn ấn vào nút Quick để chọn ngày. Ở đây mình chọn thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Được rồi, đã cài đặt xong cho lần bật đầu tiên. Bây giờ các bạn ấn vào nút Program một lần nữa, màn hình sẽ hiển thị 1 Off. Đây là thời gian thiết bị sẽ tắt. Mình muốn tưới 15 phút nên mình sẽ chọn thời gian tắt là 7:15. Tương tự, mình cũng chọn các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Vậy là đã cài đặt xong lần tưới đầu tiên vào lúc 7 giờ sáng rồi. Tiếp theo, mình sẽ thiết lập lần tưới thứ Hai vào lúc 6 giờ tối. Tiếp tục nhấn vào nút Program, thiết bị sẽ hiển thị 2 On. Cùng với thao tác tương tự, mình sẽ chọn 18 giờ, chọn các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Chuyển sang 2 Off, mình sẽ chọn 18:15 và cũng là các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Vậy là mình đã thiết lập xong 2 lần tưới cây trong ngày. Bây giờ mình sẽ nhấn vào nút clock để quay trở lại phần hiển thị đồng hồ. Nếu bạn muốn thiết lập bật tắt nhiều lần hơn trong ngày, thiết bị này có thể hỗ trợ đến 16 lần, đảm bảo phù hợp với tất cả các nhu cầu sử dụng của người dùng. Trên sản phẩm còn có một đèn LED tín hiệu. Đèn này sẽ sáng khi ổ cắm cung cấp điện ra ngoài. Vì vậy chúng ta có thể dễ dàng biết được máy móc có đang được cung cấp điện hay không. Và ở phía bên đây là hai nút reset. Với nút to ở đây khi nhấn, tất cả các chương trình cài đặt sẽ được xóa. Chúng ta sẽ dùng nút này khi muốn thay mới các chương trình. Còn nút reset nhỏ nằm ẩn phải dùng đầu nhọn để ấn ở đây thì có chức năng xóa tất cả mọi thứ và khôi phục về số 0. Sau khi ấn nút này thì chúng ta sẽ phải cài đặt lại thời gian cho thiết bị. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng chiếc ổ cắm hẹn giờ thông minh Okisa TM858. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn hãy liên hệ ngay hotline 0934 000 000 hoặc trực tiếp đến showroom Okisa Việt Nam. Miền Bắc số 33 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Miền Nam số 232/17 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.